Chào tất cả các cháu, rất vui được gặp lại các cháu trên kênh An Nhàn miền Tây của bác Út. Hôm nay Út kể cho các cháu nghe một câu chuyện gọi là khi thần sông nổi giận. Nếu các cháu xem video của bác Út cảm thấy vui thích, nhớ bấm đăng ký like ủng hộ kênh bác Út. Út thành thật cảm ơn. Cái câu chuyện này là trước đây Út lúc còn nhỏ cũng nghe ông bà kể lại, và hôm nay bác Út nhớ và kể lại cho các cháu nghe mà thôi. Thì ông bà kể lại ngày xưa, đó là những câu chuyện xưa. Những câu chuyện xưa thường thường người ta gọi là câu chuyện cổ tích. Thì những câu chuyện cổ tích xưa đôi khi nó có hư có thật, nhưng dù sao chăng nữa, đó cũng là một cái nhắc nhở cho ta một bài học, một kinh nghiệm ở đời mà thôi. Thì mở đầu câu chuyện, lúc đó theo dòng sông Hậu thì lúc đó có rất nhiều làng mạc, nhưng đa số là những cái làng mạc lúc đó cuộc sống dân chúng rất là sung túc. Bởi vì người ta nói rằng sống cái cảnh mà trên cơm dưới cá thì làm sao mà nghèo đói được. Mà thực tế như thế, những người bên dòng sông Hậu nếu từ trong nhà nhìn ra lúc đó thì xung quanh nhà là những cây trái xung xuê, rồi nhìn ra sau hè là những cánh đồng ruộng bát ngát, rồi nhìn xuống sông là sông nước đầy tôm cá. Thì với cuộc sống như thế thì dù nghèo chăng nữa thì chắc cũng có cuộc sống thoải mái. Nhưng mà có một cái làng nọ rất đông dân, cái dân số trong làng đó trên 500 hộ dân, nhưng cuộc sống làng đó rất nghèo khổ. Làm ruộng thì bị thất thu, làm rẫy thì bị sông mùa rầy phá hoại. Từ đó cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Thì cái ông trưởng làng trong làng đó, ông cũng rất thắc mắc, ông không hiểu tại sao mà những cái làng xung quanh của mình người ta rất sống cuộc sống rất sung túc, mà ngược lại cái làng của mình có cuộc sống rất khổ sở, những người dân có cuộc sống rất khổ sở, làm đau thất bại đó, gặp nhiều điều không may mắn như những làng khác. Rồi có một hôm nọ, ông mới mời các vị bô lão trong làng lại, ông trưởng làng mới mời các vị bô lão trong làng lại là để hội họp, rồi hỏi các ông bô lão đó là các ông có một cái nhận xét gì, là tại sao cái làng người ta làm ăn được sung túc mà cái làng mình lại bị xui xẻo như thế, ông có muốn nhận xét gì không? Nhưng mà theo ý tôi có một người bạn, cái người bạn này của tôi làm nghề bói toán, và ông có nghề xem phong thủy rất hay. Ngoài cái nghề xem bói toán xem phong thủy của ông còn có một cái nghề khác là ông có thể biết được chuyện âm dương. Bởi vì những người cất nhà hoặc là lấy cốt hay là làm một cái công trình gì đó thường thường đến nhờ ông xem dựng. Nếu ông chỉ dẫn làm đúng, ông chỉ như là ông chỉ dẫn thì thường ta coi như thành công tốt đẹp. Thì những bộ lão đồng ý, và sau đó ông trưởng làng mới đi mời cái thầy phong thủy này đến để xem cái làng mình tại sao mà làm ăn gặp chứ thất bại như thế. Thì ông thầy phong thủy ông đến đi với ông trưởng làng với những vị bô lão vòng vòng trong làng, đi ra phía rìa ngoài ruộng, rồi đi theo dọc đường đi vòng vòng trong làng. Thì ông thầy phong thủy này nói với ông trưởng làng và cái vị bô lão là cái bậc phong thủy cái làng này coi như là cũng rất tốt, nhưng mà ở cái mặt sông nó có nhiều hắc khí, cho nên cái làng này bị cái đường làng hắc khí đó che khuất, cho nên là cái làng này làm ăn phải thất bại và gặp cảnh xui rủi không may như những làng khác. Bây giờ ta thấy rằng trong cái giữa làng này có một cái khoảng đất trống. Nếu mà nghe lại ta hỏi cái ông chủ trưởng cái khoảng đất trống đó mua lại hoặc là một cái gì đó để làm cái miếng đất trống đó cất thành một cái miếu, lấy miếng đất trống đó cất thành một cái miếu, rồi trong cái miếu đó
là phải thờ ông thần sông. Bởi vì cái ông thần sông để ông độ cho, ông đem cái phù sa, đem những cái may mắn đến cho cái làng này, thì làng này tự nhiên sẽ làm ăn được phát đạt. Và phải giăng giấy cúng ông ta hàng năm là phải tống, cúng tống là một cái bè, tống một con heo và làm một cái buổi hát bội, mời đến hát bội là hát một đêm, hát bội coi như là cúng để đền ơn ông ta. Nếu mà làm được vậy thì tôi bảo đảm cái làng này sẽ được bình yên, dân chúng sẽ được có cuộc sống an vui, làm ăn phát đạt. Tôi mặc ông thầy phong thủy đã nói như thế rồi, ông còn nhấn mạnh một câu là tôi nói như thế bà con có tin hay không tin thì làm, không tin thì thôi. Đó là tôi thấy sao tôi nói vậy. Và sau đó ông thầy phong thủy đi về, thì ông trưởng làng thấy vậy mới đến cái ông chủ đất ở, có một cái khoảng trống đất ở giữa làng, là đến hỏi mua lại. Nhưng cái ông chủ đất này ông thấy như vậy ông không bán mà ông hiến cho làng. Rồi sau đó ông trưởng làng mới cất một cái miếu ở tại đó. Chắc mới đầu cất một cái miếu nhỏ thôi, cặp dòng sông một cái miếu nhỏ thôi, rồi cũng mời các vị bố lão đến làm một cái lễ cúng, cúng và cũng giang giái là chúng tôi là những người trong làng này, hôm nay lập cái miếu này để mời ông thần sông về ngự trị trong cái miếu này, hàng ngày chúng tôi cúng kiến cho ông ăn ăn uống, nhưng mà ông phải độ cho cái làng của tôi được làm ăn khá giả, phát đạt phát tài. Rồi hàng năm đến cái ngày lập miếu này tôi làm một cái lễ hội lớn, cúng tống cho ông một con heo quay thả sông bằng một cái bè tre. Và sau đó trong đêm đó tôi sẽ mướn gánh hát bội về hát một đêm, rồi giờ để tạ ơn cái sự giúp đỡ phù hộ của ông. Thì mọi người sau khi cúng kiến như thế rồi người ta cũng hoang mang là làm cái gì, biết có được hay không, nhưng mà dù được dù không cũng phải làm thử cho coi cho biết. Nhưng mà thực tế bắt đầu khi lập được cái miếu đó thì dân trong làng bắt đầu làm ăn khá, làm ruộng thì được trút ruộng, làm lúa thì được bội thu, ròng rẫy thì được trúng rẫy và được trúng giá luôn, đi sông câu cá chạy lưới thì được nhiều tôm cá. Từ đó dân chúng trong làng có cuộc sống bắt đầu thay đổi. Và cái sự thay đổi đó khoảng 3 năm sau thì dân chúng trong làng ai cũng trở nên khá giả. Từ đó ông trưởng làng ông mới mời các vị bô lão lại là muốn hùng tiền lại để mình cất cái miếu này thật lớn. Và sau đó dân chúng trong làng cũng đồng ý và hùng tiền lại mua cây cối là những loại gỗ quý, những loại gỗ lâu năm, cất thành một cái miếu thật lớn. Rồi ở trước miếu thì cất một cái nhà không dừng, làm một cái sân khấu rộng để đó, là để cho hàng năm đến buổi lễ hội thì cho cái hát bội vậy đó hát. Và đó cũng là nơi để làm cái bàn, cái chỗ để tế lễ thần. Ở phía sau hậu của cái miếu này cũng đất vừa cất được một cái nhà chung rất rộng để cho ai muốn ở đó thì ở. Và sau đó ông trưởng làng ông mới nói với cái ông chủ đất là ông ở gần đây, thôi tôi nhờ ông đêm đêm đến đây đốt nhang giùm, hàng ngày cũng đến đây đến đốt nhang giùm. Và cái miếu đó lúc đó bắt đầu rất linh thiêng, dân chúng trong làng có thể là rất tôn trọng cái miếu đó, rất kính trọng cái miếu, hàng ngày có thể nói là không ngớt người tới để cúng giang giái cầu nguyện, mà không biết họ cầu nguyện cái việc gì cũng không ai biết, họ giái việc gì cũng không ai biết, thế mà tấp nập người đến thắp hương hương khói suốt ngày. Và họ muốn cần làm những gì thì họ cũng đến để họ cầu nguyện, rồi họ gieo quẻ xin keo. Nếu mà gieo quẻ xin keo được thì làm công chuyện chắc ăn là phải thành công chứ không bao giờ thất bại. Từ đó họ rất tin tưởng ở cái miếu của thần sông này. Và cái sự tin tưởng đó, cái tập quán hàng năm
phải cúng cúng tống một con heo đó, hàng năm phải làm một cái lễ hội lớn và đưa kinh Hát Bội về hát một đêm đó. Cái lễ hội đó coi như là càng năm càng lúc càng long trọng, càng lâu ngày càng long trọng, thành một cái tập quán của địa phương, thành một tập quán của cái làng đó. Và cái sự cúng kiến đó, cái sự tôn thờ đó, cái sự bình yên đó trong làng kéo dài được khoảng hơn 20 năm sau, coi như là luôn luôn cái gì cũng tốt đẹp xảy ra trong làng. Thì trong làng đó, cái năm đó, khoảng 20 năm sau đó, thì cái ông trưởng làng lúc đó đã thay đổi bằng một ông trưởng làng khác. Cái ông trưởng làng này tên là ông Tư Đạo. Ông năm nay tuổi khoảng 40, vì vợ chết sớm, ông phải sống với một người con trai. Người con trai của ông tên là Tỉnh, hai Tỉnh. Thì bởi vì ông là trưởng làng, ông phải đi đó đi đây để giúp đỡ nhân dân giải quyết những công chuyện hàng ngày. Rồi ông cũng là thầy cúng, rồi cũng được dân làng mời đi cúng kiến này kia nọ. Thành ra coi việc ông phải đi suốt ngày, ít có khi nào ở nhà. Thành ra cái việc đồng án, ông để lại cho người con trai của ông là Hai Tỉnh để xem, để trông coi. Thì cảnh nhà của Tỉnh, Hai Tỉnh, có một người cũng đồng tuổi với Hai Tỉnh, khoảng 20 tuổi. Cái người này tên là Tôn. Tỉnh và Tôn lúc đó, lúc còn nhỏ, hai người học chung ở trường làng. Sau đó Tôn được cha mẹ cho đến học trường Tỉnh, còn Tỉnh thì ở lại giúp cha mẹ làm ruộng dạy. Tôn đi học trường Tỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng có về thăm làng chứ không phải không, cũng có thỉnh thoảng cũng về thăm nhà, nhưng mà thăm vào những dịp không trúng mùa lễ hội. Rồi có một hôm nọ, có một lần nọ, Tôn đi về thăm nhà trúng nhầm cái mùa lễ hội. Thì Tôn thấy rằng mọi người có thể là rất sung sướng, có thể là rất hồ hởi vì dục lễ hội cách đây một ngày nữa đây là lễ hội sắp đến. Là bởi vì lễ hội đó là cái lễ hội rất vui đối với mọi người. Nhưng mà đối với Tôn thì Tôn cho rằng đó là một sự mê tín dị đoan, chứ không phải là một lễ hội. Bởi vì Tôn trước đây thì còn nhỏ, thì cái mùa lễ hội đó Tôn cũng từng chứng kiến, từng tham dự. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ, không hiểu biết về vấn đề tâm linh nhiều. Nhưng mà khi bây giờ Tôn đi học trường Tỉnh mấy năm và cũng thu thập được những cái văn minh của thành thị, cho nên thấy rằng cái việc cúng kiến mà hàng năm, cái việc lễ hội hàng năm, cái việc mà tống heo, cúng mà tống đưa đi một con heo, thả bè đưa đi một con heo hàng năm, đó là một cái sự mê tín dị đoan, là một cái không phải nên bài trừ, chứ đừng có làm như vậy, hao tốn tiền của nhân dân chứ không có lợi ích gì. Cho nên Tôn muốn rã phá việc này nhưng không biết phải làm sao, nên mình lại có một hôm nọ, chiều hôm nọ là ngày mai là ngày lễ hội, cho nên hôm nay mọi người dân làng đến cái miễu để dọn bàn dọn ghế rồi chấp đặt bông hoa này kia nọ để chuẩn bị một lễ hội cho ngày mai. Thì Tỉnh cũng tiếp cha mình, bởi vì cha mình là trưởng làng, ông cũng là một người thầy cúng, cũng là chủ trì của lễ hội đó. Thành ra cha của Tỉnh cũng có mặt ở đó, rồi Tỉnh cũng là tiếp cha trong cái vấn đề mà dọn dẹp bàn ghế chân dọn này cái nọ. Thì lúc đó Tôn đến để gặp Tỉnh và nói với Tỉnh: tại sao mày ở đây, cha mày làm cái việc cúng tế này như vậy mà mày không nói với cha mày là một trưởng làng, bàn với những vị bô lão đem dẹp bỏ cái vụ mê tín gì đó này đi, cúng kiến như thế có lợi gì đâu, chỉ là một sự mê tín gì đó, làm tốn tiền tốn bạc của nhân dân thôi chứ có lợi gì đâu. Thì
Thì nó nghe Tôn nói như vậy, bấm miệng Tôn lại liền, là mày đừng nói như thế, nói đại bậy đó. Mấy người kia mà nghe được thì người ta sẽ liên mà với sông đó. Bởi vì cái miếu này, cái miếu thờ thần sông này là coi như là ai ai mà thấy trong làng người ta cũng tôn trọng, kính nể. Tôi đến mày thấy những cái việc hàng năm mà mày thấy dân chúng trước đây làm ăn thất mùa, nhưng mà từ ngày thờ cái miếu này thì dân chúng được mùa. Đó là một cái điều chứng minh cho mày thấy là thờ cái miếu này lên thiên cỡ nào. Thì lúc đó Tôn nặc nghe nói liền, nói, không phải đâu, cái nước sở dĩ mà dân chúng làm ăn khá giả phát đạt được, làm ruộng được trúng mùa là do cái phù sa của sông Hậu này hàng năm khi mùa nước nổi sẽ đưa những lượng phù sa ở các nơi đem về đây bồi đắp ở đây được nhiều màu mỡ, thành ra trúng ruộng trúng mùa. Đó là cái chuyện đương nhiên thôi, chứ đâu phải là do thần sông này điều khiển mà phải thờ cúng như thế. Đây chỉ là những loài thủy quái mà thôi, chứ không phải là thần thánh gì. Mày nói với cha mày là trưởng làng nên bàn với các vị vô lão dẹp bỏ cái vụ cúng khiến này đi. Thì Nam Tĩnh và Tôn nói như thế không biết là bao lâu, thì Tĩnh lúc đó không thể cãi lại Nam được, không thể cãi lại Tôn được. Và Tôn cũng quyết định là muốn cho bài từ cái chữ mê tín này, cố tình cãi Tĩnh, nhưng mà Tĩnh không nghe. Tĩnh cứ nói với Nam là mày nói như thế mày coi chừng bị cái hậu quả đó. Thì Tôn lúc đó cũng nói là tao chấp nhận nói như thế, đây là cái việc là thủy quái mà thôi, nếu có chăng nữa là thủy quái mà thôi chứ không phải là thần thánh gì, hãy dẹp cái vụ này đi. Và sau đó Tĩnh không dám nói chuyện với Tôn nữa. Thôi mày nói như vậy thì tao cũng hết ý kiến mày, mày đừng nói chuyện với tao nữa. Và lúc đó cũng đã chiều tối, đừng chạm vào. Thì cha của Tĩnh mới nói thôi, cậu ở lại chơi chút nữa về, cha về trước để lo chúng cùng chuẩn bị quần áo đồ đạc để ngày mai cha còn đi lại đây làm chủ trì lễ hội này nữa. Thì cha của Tĩnh về trước, còn Tôn và Tĩnh ở lại đó. Rồi Tĩnh cũng nói với Tôn, thôi mày về đi, mày ở đây mày nói như thế là đụng chạm với thần linh đó, tao không muốn mà mày ở đây nữa. Rồi Tôn thấy vậy cũng bỏ đi về. Khi Tôn đi về thì trời cũng đã khuất bóng, cũng còn mờ mờ tối, chỉ về trăng vàng tối. Thì lúc đó Tĩnh nghe ở bờ sông có một ngọn gió mạnh đưa lên và có một tiếng sóng vỗ ào ào vô bờ. Thì Tĩnh nhìn ra bờ sông thấy có một cái bóng người rất to lớn hiện ra ở bờ ở giữa sông và có cặp mắt đỏ que nhìn về theo Tôn và nói là ta có đụng chạm gì ngươi mà ngươi lại đến đây phỉ báng ta, coi ta là một thủy quái, ta sẽ giết ngươi để cho ngươi biết cái quy lực của kẻ âm người âm này. Rồi sau đó cái bóng đen đó lặp đi lặp lại câu nói là ta sẽ giết ngươi để cho ngươi biết cái quy lực của người âm này. Và nói như thế 3 lần thì cái bóng đó mất. Và cho đến ngày hôm sau bắt đầu lễ hội. Thì buổi trưa hôm sau từ khoảng 12 giờ thì bắt đầu lễ hội. Cha của Tĩnh là người chủ trì hội, ông bắt đầu lên đài, ông mới lập đàn giới lại. Những người trong làng coi như đến rất đông đủ, có thể nói đông, mặc dù cái sân miếu thì rất rộng nhưng mà có thể nói là không có chỗ đứng người. Mọi người đứng cái quỳ lại để cầu nguyện cho một sự bình an, cho một năm tới được sự tốt đẹp. Rồi cha của Tĩnh đinh lên đàn và gian giới để ý là chúng tôi là những người dân làng này được sự phù hộ của thần sông,
được sự che chở của thần sông, được sự làm ăn khá giả, và cũng nhờ thần sông hôm nay là chúng tôi tổ chức cái lễ hội này, coi như lời giao của ước là gian giái của chúng tôi là chúng tôi sẽ cúng tống một con heo và làm một cái lễ hát hội, mời gánh hát hội và hát một đêm để gương cho tạ ơn thần linh, để ý là giá như vậy thôi, cho người ta giá nhiều lắm. Rồi sau đó những người xung quanh, những người trong làng quỳ lại, rồi bắt đầu cha của tỉnh xin cao, gia quẻ xin cao, và gia quẻ thứ nhất thì không được, ông ta bắt đầu gia quẻ thứ hai thì ông ta thấy cũng không được, bởi vì gia quẻ tức là cầm hai đồng xu làm dấu, hai làm dấu, một mặt làm dấu, một mặt không có làm dấu, liên hai đồng xu lên rớt xuống cái dĩa, mà nếu một cái đồng xu úp một đồng xu nữa thì coi là như là quẻ đã được. Nhưng cái này ông ta giao quẻ liên hai đồng xu lên rớt xuống dĩa thì hai đồng xu dâng lần nữa, và liên ba lần như thế đồng xu dâng lần nữa, ông ta mới bắt thắc mắc là cũng gian giái lần thứ hai, là chúng con là những người trong dân đây thì hôm nay là ngày lễ hội để tạ ơn thần sông, xin thần sông dành cảm ơn kiến chiếu dùm, tại sao mà hôm nay tôi xin kêu ba lần như thế không được, xin thần sông nếu có gì giận hờn xin thần sông đừng quở trách, mục đích năn nỉ thần sông vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng ông ta gieo quẻ lần thứ ba để có được hay không, thêm gieo quẻ thêm một lần nữa chứ, gieo quẻ thêm một lần nữa được không, thì gieo quẻ thêm một lần nữa, khi đồng xu rớt xuống làm cái dĩa bể tuốt làm hai, thì lúc đó ông mới quán hồn, ông nói rồi lại có chuyện nữa rồi, không mà không biết chuyện gì hết, thì ông lấy cái dĩa ông bỏ vào túi cất, và hai đồng xu bỏ vào túi cất, thì ông cũng nói dối với mọi người rằng ông thôi sự như vậy tôi xin cam như vậy xin sai được rồi. Thì trong khi đó tôi đứng nhìn cái sự tế lệ của mọi người, nhìn sự giái lại của mọi người, người ta có cặp mắt có thể là rất khinh khi, và ông ta nói làm thầm, tôi nói làm thầm là giái lại cái bọn thứ quái này làm gì, đây là sự mê tín cần nên phải xóa bỏ mà thôi. Tôn thì nghĩ như thế, mọi người thì đang kính tôn trọng, tôn thì có gì phi bán, nó có sự đối lập như thế. Và sau đó ba cô tỉnh mới thấy gì, không lẽ bây giờ mình làm gì nữa, bây giờ cái chuyện đã xảy ra như vậy bây giờ làm gì nữa, bây giờ mới bắt đầu thôi, bây giờ bắt đầu thả heo, bây giờ cho tống heo, mọi người khiêng con heo quay xuống cái bè tre và tống đi. Rồi sau đó những xôi thịt gà còn lại ở trên bàn mọi người chia nhau mà ăn, và đêm đó có tổ chức một lễ hát bội có thể là rất linh đình, mọi người lúc đó rất vui vẻ, mọi người lúc đó có thể là rất hò hởi ca hát nhảy múa ăn uống, coi như một ngày lễ hội lớn của trong làng. Rồi sau khi nhảy múa một hồi thì người ta bắt đầu tắm sông, bởi vì người ta quan niệm rằng cái ngày lễ hội đó mà cái bến sông đó mà nếu ai được tắm tại đó vào cái ngày đó thì coi như là sẽ xua đuổi những tôi xua đuổi được những tà ma và xua đuổi đi những bệnh hoạn, thành ra mọi người đều ào xuống sông để tắm, họ tin nhau để tắm, tắm có thể là rất vui, với bến sông có thể nói là không biết bao nhiêu người, hàng mấy trăm người mà đang tắm sông cả lặng người hợp. Thì lúc đó tôn thấy vậy, tôn có năng lực nổi trong mình muốn tắm cho mát, thành ra mới cởi đồ ra mặc cái quần xà lòng để xuống tắm với mọi người. Thì tôn vừa đi xuống cầu và bước xuống chỉ ngập nửa thân người thôi, thì tự nhiên thấy cái chân của mình gần như có ai có một sợi dây hay là có một cái lực nào quấn lại cứng ngắc luôn, không bước được tới được, không bước lui được. Tôn mới quẳng lên là hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi với.
và cái lực, cái sức quấn đó là kéo Tôn đưa ra ra ngoài khơi. Thì Tôn lúc đó rất may là ôm được cái cột cột của nọc cầu và ôm cứng lại đó và la lên thất thanh là hãy cứu tôi với. Lúc đầu người ta nghe, người ta cũng cười, người ta nói là cái thằng này cái tật nhắm mắt không bỏ. Nhưng mà với những tiếng la thất thanh kêu cứu của Tôn, người ta mới biết rằng đó là sự thật, người ta mới đến kéo Tôn. Nhưng mà kéo không nổi Tôn lên, kéo mãi hay một người rồi hai người rồi ba người rồi bốn người cũng kéo không nổi Tôn lên. Thì lúc đó ba cô Tịnh đứng ở trên đài nhìn xuống sông thấy vậy mới nói rằng ở đây có những đồng nam nào thì hãy đến đầu cầu đó đái xuống thật nhiều, đái chúng nào đái chúng Tôn cũng được, cứ đái thí xuống đi thì mới kéo Tôn lên được. Bởi vì cái này nó kỵ với nước tiểu của đồng nam, đứng xuống đái đi. Đồng nam tức là những người trai chưa có vợ, nên cái đó gọi là đồng nam. Thì sau đó những đồng nam đứng có thể đứng rất nhiều người, kẻ đái được người đái không được, và đái xuống một hồi thì cuối cùng kéo Tôn lên được. Nhưng mà Tôn lên được khỏi bờ, nhưng mà lúc đó cũng chưa có sự giác ngộ, chưa có sự hối hận, mà Tôn lại chửi thầm dùng cái đồ thủy quái, tại tao không thấy không biết mày thôi, nếu tao thấy tao biết mày tao sẽ ăn thua đủ với mày, chứ mày đừng nói là kéo dò tao. Rồi sau đó Tôn đi về nhà, và buổi chiều hôm đó cái lễ hội tiếp tục. Coi như đêm đó mọi người đến xem hát hội rất vui, và khuya đó ai về nhà này. Và trong cái đêm đó Tôn đang ngủ trong nhà thì Tôn thấy một người cái hình thù có thể rất lớn, dốc người rất lớn, cái mặt mày rất hung dữ, cặp mắt thì đỏ que, nhìn thẳng vào nhà của Tôn và nói là người hãy theo ta, người hãy thức dậy theo ta đi. Thì Tôn lúc đó như là một cái người bị vọng du, thức dậy bước ra khỏi cửa không ai hay biết, và đi theo cái bóng đen đó. Và bóng đen đó thỉnh thoảng ngó ngoái lại, người hãy theo ta đi, người hãy theo ta. Và cái bóng đen đó dẫn Nam đi mất luôn. Sáng hôm sau khi thức dậy, cha mẹ của Tôn mới kiếm Tôn hoài không có, mới truy hô lên với những người lộn sớm để kiếm tiếp. Có tại sao nó ngủ trong đêm, chiều hôm qua nó về đây nó ngủ sớm, mà tại sao giờ này nó lại mất tiêu, kiếm mãi không có. Và những người trong làng cũng cùng nhau chia nhau đi kiếm Tôn, kiếm tiếp cha mẹ nó, và kiếm cho tới xế trưa, khoảng 9 giờ trưa mặt trời lên cao, thì người ta phát hiện đôi dép của Tôn ở trước đầu cầu, ngay chân cái đầu cầu ở trước miễu, cái đầu cầu xuống sông ở trước miễu. Thì người ta mới dự đoán rằng chắc có thể là nó đã bị chết dưới sông rồi. Và mọi người chia nhau đến để lặn hụp mò tiếp gia đình của Tôn, nhưng mà lặn hụp mò mãi không được. Lúc đó ông trưởng làng, cha của Tịnh cũng rất thắc mắc, cũng rất lo sợ là không biết cái điều gì xảy ra đây, không biết việc gì xảy ra nữa đến đây. Thì lúc đó Tịnh mới nói với cha mình là hôm qua Tôn đã có lời thất kính với vị thần sông này như vậy. Và Tôn lúc đó lặp lại những lời nói của Tịnh, của Tôn lặp lại những lời nói, Tịnh lặp lại những lời nói của Tôn ngày hôm qua đi với cha mình, cho cha mình nghe. Thì cha cô Tịnh lúc đó cũng thở ra một cái và nói rồi, cái chuyện này dường như đã đến rồi, cái chuyện này
ta không thể giúp được, ta chỉ có thể đi đến nhờ một sư tăng này thì mới có thể giúp được như thế này. Thì sau đó cha của Cảnh mới đi gặp một sư tăng, một sư tăng của một cái chùa gần đó. Cái ông sư tăng này có thể là đạo hành ông rất cao, cặp mắt ông có thể thấy được người âm và ông có thể nói được với người người âm. Cho nên ba của Tỉnh mới đến gặp ông sư tăng này, cũng kể lại một sự việc. Có một cái cháu nhỏ nó lỡ nó xúc phạm đến thần linh, nó nói như là thần xúc phạm thần linh như thế, giờ rồi bị thần linh bắt xuống sông, bây giờ nhờ ông giải cứu giùm. Thì ông sư tăng đó cũng đồng ý. Rồi ba cô Tỉnh mời đi lại cái miếu đó. Thì ông sư tăng nói khỏi, ta ngồi ở chùa này ta vẫn có thể nói chuyện với sư thần sống đó được. Và sau đó ông đến ngồi giữa bằng chánh điện, ông ta nhắm mắt lại một hồi rồi ông ta mới mở mắt ra và mới hỏi ba cô Tỉnh là cái thằng nhỏ này nó có xúc phạm với thần linh, nó có thách thức thần linh, là nó chê thần linh là cái loại thủy quái phải không, và nó còn thách thức là giỏi làm gì nó được phải không. Thì cha cô Tỉnh nói dạ phải, có nó có nói như thế nên bị thần linh bỏ phạt nó. Thì ông sư tăng này lại tiếp tục nhắm mắt lại và một lúc sau ông mở mắt ra, ông cũng nói với ông trưởng làng là ông nói là cái gì thằng sông này nói đó là một cái thằng ngỗ nghịch, ta cần phải bắt một hai thằng như thế để làm gương cho cả mai sau, chứ ta có làm gì để nó, có động phạm gì nó đâu, mà nó lại nó nói nó thách đấu tay ra, nó chê ta là cái loại thủy quái, rồi nó còn lại thách thức ta làm gì được nó. Nó làm có thằng ngu nghịch, ta phải bắt một hai thằng như thế để làm gương cho nó biết rằng những người trong cõi âm này không thua những người ở dưới trần gian này đâu, cho nó biết cái quy luật của người âm này. Rồi ông trưởng làng tức là ba của cô Tỉnh mới muốn xin cứu cái đứa bé này, nhưng mà cái gì thần sông này nói ta đã giết chết nó rồi, ta nhất định bắt nó là ta bắt nó rồi. Rồi ông chủ trì chùa ông mới hỏi bây giờ ông có muốn rằng dập cái miễu đó hay là để cái miễu đó. Thì ông trưởng làng ông mới nói rằng tôi muốn để cái miễu đó là bởi vì cái miễu đó là lợi ích cho dân chúng trong làng của tôi không thể dập cái miễu đó được. Còn cái thằng nhỏ này nó là cái xúc phạm như thần linh, vẫn ai làm nó chịu. Nhưng mà tôi chỉ muốn bây giờ là xin thần linh trả lại cái xác, con giết cho nó chết đi, nhận nước nó chết đi thì cũng trả lại cái xác cho người nhà, chứ giấu cái xác nó làm gì nữa. Thì sau đó ông chủ trì ông mới ngồi nhắm mắt lại một hồi, ông mới nói rằng với thằng sông này đồng ý trả cái xác lại. Thì bây giờ cái xác đó hiện giờ đã trả lại nằm tại đầu cầu, được cái cầu xuống sông tại trước cửa miễu. Vậy đó thì mọi dưới đầu cầu đó sẽ gặp cái xác, còn cái hồn nó thì ta xin ra gửi cái chùa này. Thì thằng sông đó nói như thế. Thì ông trưởng làng không nghe lời như thế, báo cáo lại cho cha mẹ của Tôn hay. Thì cha mẹ của Tôn lúc đó chỉ đành biết khóc mà chịu thôi, chứ không biết làm sao hơn, là bởi vì con của mình là cái người có thể là ngỗ nghịch, dám xúc phạm với thần linh, để thần linh bỏ phạt. Sau đó mọi người đi về ngoài dưới sông, xuống sông ngoài tại đầu cầu, thì thực tế có cái xác của Tôn tại đó. Thì kể từ đó cái miêu đó được mọi người tôn trọng càng hơn, kính nể càng hơn, sự linh thiêng đó được mọi người càng tôn trọng hơn nữa. Và cái sự tôn trọng đó, cái sự cầu nguyện hàng ngày, cái sự nhang khói hàng ngày thì càng ngày càng nghi ngút nhiều hơn. Chẳng những cái làng đó mà những làng xung quanh cũng đến đó để cầu nguyện,
những điều may mắn, những việc làm ăn trong cuộc đời, trong hàng ngày đều tốt đẹp. Câu chuyện muốn kể tới đây. Chào tất cả các bạn.